Con xin đại diện cho hội đồng giáo sư xin chúc tuổi quý cha, quý ông bà, xin chúc ban trả lời hồng ân, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và bình an. Dạ. Và nhà đây là lịch sử nha, anh đi nhận định này là gì, cái chú ông với cô bà thì chúng con nha. Hay là con kia của bà ấy này. Cảm ơn các con, anh em cảm ơn. Chúng con rất cảm ơn nha. À, xong một thằng cái gì nữa cho cái ca đáp lời chị Thúy, chị Thúy chúng ta cũng đã cảm ơn sư nương luôn. Mình nhớ cảm ơn.